Beyond chat. Theo chị thì đặt túi ngực đường nào là đẹp nhất? Đường đặt túi ngực đẹp nhất là đường đặt túi ngực phù hợp với từng cơ địa của mỗi người. Nếu chúng ta có một cái bầu ngực hơi sập sệ, cái mô nhiều nó đổ xuống đây thì mình nên đặt ở đường quần và cái đường chân ngực. Còn nếu mà những chị em chưa có sinh em bé thì mình ưu tiên đặt đường nách nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà sẹo nách nó sẽ to hơn so với cái sẹo quần ngực. Giữa đặt túi ngực size to và size nhỏ cái nào an toàn hơn? Giữa đặt túi ngực size to và size nhỏ thì chắc chắn là đặt túi ngực size nhỏ nó sẽ an toàn hơn và hạn chế cái tình trạng mâu bị sa trễ trở lại sau này. Sệ nhưng không treo sa trễ đặt túi hẳn to vào thì có đẹp không? Nếu mà bạn có một cái bộ ngực nó hơi sập sệ mà bạn không treo sa trễ, bạn chọn đặt luôn cái túi ngực to vào thì chắc chắn bộ ngực của bạn sau này nó sẽ xấu hơn so với ban đầu chúng mình làm. Bởi vì cái mô da ở nơi đó mình chưa có được xử lý hết, nó chưa có được căng, chưa có được nâng lên, thì khi mà mình đặt túi vào chắc chắn là cái túi đó nó sẽ trì xuống và nó làm cho ngực của mình bị sa trễ hơn so với ban đầu, và chưa kể là cái búp nó sẽ bị lên trên. Form dáng ngực nào là sang nhất? Form dáng ngực sang nhất là form dáng ngực nó có độ nhô tròn và nó hài hòa với lại cái bề ngang vai của mình. Mình không thích những cái form ngực mà nó bè to ra, bởi vì như vậy thì khi nằm xuống cái ngực của mình nó đổ ra nó rất là xấu, không có được thẩm mỹ lắm. Những cái form ngực nó tròn vung lên thì lúc nào nhìn nó cũng trẻ hơn, cũng sang hơn. Chưa sinh em bé làm ngực có cho bé ti được không? Được em, được em. Chỉ là một ví dụ điển hình. Nice.